Oppo A95, smartphone đa năng cho thế hệ đa nhiệm. Xong anh tinh một cái nhé. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Hoàng Hà Channel. Và hiện tại trên tay Lâm Nguyên đây chính là chiếc điện thoại Oppo A95. Chiếc điện thoại mới ra mắt vào ngày 26 tháng 11 đến từ thương hiệu Oppo. Chiếc điện thoại này thì hiện tại đang bán tại các cửa hàng của Hoàng Hà Mobile. Nên mọi người đừng quên là ghé qua các cửa hàng của Hoàng Hà Mobile trên toàn quốc, cũng như là ghé thăm trang web của Hoàng Hà Mobile. Nên mình sẽ để ở phần description mọi người nhé. Còn bây giờ thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng unbox chiếc Oppo A95 mọi người nhé. Theo như nhà sản xuất Oppo nói thì đây là chiếc điện thoại dành cho thế hệ Z, thế hệ đa nhiệm. Và phiên bản hiện tại Lâm Nguyên đang có ở đây đó là màu bạc phá cách. Thế mình thì cũng rất là tò mò, không biết là chiếc điện thoại này liệu nó có đúng màu như là ở trên web không. Mình sẽ để một số hình ảnh mẫu máy của nhà sản xuất ở trên phần màn hình để cho mọi người có thể tiện theo dõi nhé. Ở đây thì mọi người có thể thấy là chúng ta có hai lớp hộp giấy này, cũng rất là chắc chắn. Wow, hộp thì rất là dày, rất là nặng, nhưng mà cũng dễ tháo hơn so với một số những thương hiệu khác mọi người ạ. Đó, thì giống như bình thường thôi. Ở đây thì chúng ta sẽ có bên trong là một chiếc ốp silicone. Một chiếc ốp silicone. Đây, mình sẽ bỏ ra cho mọi người thấy này. Gồm có giấy bảo hành này, cũng như là giấy hướng dẫn sử dụng này. Đây là cái que chọc sim. Còn đây, nhân vật chính của chúng ta, Oppo A95. Wow, đây là một màu bạc mọi người ạ. Là trời, rất là thời thượng, màu sắc rất là thời thượng nha. Ở đây thì Lâm Nguyên có thể thấy là nó ánh bạc này. Nó thứ nhất là nó ánh bạc và nó phản quang khá là nhiều màu sắc. Đúng là màu giải màu Guardian, rất là nhiều màu, có thể thấy cả màu ánh tím, ánh hồng và ánh xanh thêm một chút nữa. Ở phần cụm camera thì nó cũng sẽ có một chút nhũ nhá. Nhìn kỹ thì sẽ ra một chút nhũ trên nền đen, và thay vì là cái cụm camera xếp hình vuông như là các thế hệ tiền nhiệm thì bây giờ chúng ta đã có một cụm camera xếp hàng dọc như thế này ở trên chiếc điện thoại Oppo, rất là thời thượng. Ở đây thì chúng ta có một chiếc màn hình 6,4 inch và tỷ lệ hiển thị là 90%. Theo như mình thấy thì ánh sáng mang lại khá là dễ chịu, bởi vì chúng ta có thêm cả IK display giúp cho chúng ta chống lóa, chống mỏi mắt. Và theo như hãng cung cấp thì chúng ta sẽ có độ hiển thị ánh sáng lên tới 600 nit, và mình sẽ có những cái bài đánh giá chi tiết hơn về màn hình cũng như là độ sáng của em này khi chúng ta sử dụng trong ánh tối này, và khi chúng ta sử dụng bên ngoài trời như thế nào, thì các bạn hãy chờ những video sau của Hà Channel nhé. Tại sao lại nói chiếc máy này là chiếc máy dành riêng cho Gen Z? Bởi vì thứ nhất, nó có thiết kế rất mỏng nhẹ, thời trang, thời thượng, nặng chỉ khoảng 175g mà cầm thì rất là chắc chắn. Bên cạnh đó thì máy cũng được trang bị cục pin rất trâu 5000mAh, và theo như hãng chia sẻ thì với cục sạc nhanh 33W này, chúng ta sẽ chỉ mất 72 phút để sạc đầy cả chiếc máy Oppo A95 này. Để đáp ứng được những nhu cầu đa nhiệm thì máy còn có thể nâng cấp RAM lên đến 5GB, và chúng ta hoàn toàn có thể là thực hiện rất nhiều những cái tác vụ trên chiếc máy này một cách mượt mà. Cụ thể như thế nào thì chúng mình sẽ có những cái video đằng sau để đánh giá chi tiết hơn về chiếc Oppo A95 nhé. Đến đây thì video unbox chiếc Oppo A95 của chúng ta cũng đã kết thúc rồi. Và để lắng nghe thêm thật nhiều những thông tin về công nghệ hay ho, mọi người đừng quên like, subscribe cho Hoàng Hà Channel. Lâm Nguyên xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau. Bye bye. Điện thoại cho Gen Z cần có gì? Sạc nhanh 33W, pin 5000mAh, ROM 8GB, 128GB, màn hình AMOLED IK display chống lóa, chống mỏi mắt. Oppo A95. Quên mất câu slogan rồi.